Triệu Lệ Dĩnh sau hôn nhân tan vỡ phải có điều kiện đặc biệt này mới nhận đóng phim. Tròn một tháng sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là cái tên được réo nhiều nhất trên các tờ báo xứ Trung. Fan của cặp đôi vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng chỉ sau 3 năm, cả hai quyết định tan đàn xẻ nghé về lý do đằng sau khiến couple này đường ai nấy đi. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tuyên bố ly hôn, nữ diễn viên họ Triệu vẫn liên tục xuất hiện trên các tạp chí lớn. Fan hâm mộ nhận thấy Triệu Lệ Dĩnh tự tin, rạng rỡ và ngày càng đẹp hơn sau khi ly hôn. Dường như sau khi chia tay Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn lấy lại thăng bằng. Vậy nhưng theo Sohu, mới đây một nguồn tin thân cận tiết lộ, thời gian tiếp theo đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa xác nhận sẽ tham gia bộ phim nào. Cô dành phần nhiều thời gian để điều chỉnh tâm lý. Hiện nay, Triệu Lệ Dĩnh nhận đóng phim sẽ có thêm yêu cầu mới, đó chính là muốn mang theo con trai. Trong xe chuyên dụng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ luôn sắp xếp bảo mẫu để chăm sóc cho bé Tưởng Tượng. Xem ra sau khi ly hôn, mỹ nhân họ Triệu vẫn đang nỗ lực để trở thành một người mẹ tốt. Không biết rằng tính chính xác của thông tin này đến đâu, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Trong khi Phùng Thiệu Phong liên tục hứng chịu nhiều tin đồn, thì Triệu Lệ Dĩnh lại rất được lòng fan hâm mộ. Rất có thể trong thời gian tới, sự nghiệp của nữ diễn viên họ Triệu sẽ ngày một thăng hoa. Thêm vào đó, trang BGH tối ngày 21 tháng 5 bỗng có một bài viết khiến netizen xứ Trung xôn xao với tựa đề Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chuẩn bị tái hợp. Bài viết này dẫn nguồn tin cho hay, đã có hai người nhìn thấy hai ngôi sao cùng nhau đi du lịch tại Tây Hồ, hồ nước ngọt thuộc thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Không có bất cứ hình ảnh bằng chứng nào được chia sẻ, tuy nhiên, bài viết trên trang BGH có đặt câu hỏi về việc cặp đôi đi du lịch với nhau theo như tin đồn cho biết có phải là dấu hiệu cả hai quay lại với nhau hay không? Có lẽ chỉ có nhân vật trong cuộc mới biết chính xác câu trả lời. Hiện Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về những thông tin gây xôn xao truyền thông trong thời gian qua. Rất nhiều tin đồn khiến các fan đứng ngồi không yên. Vậy nhưng nhân vật chính quyết giữ im lặng. Sau khi ly hôn, trong khi nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh tham gia rất nhiều hoạt động nghệ thuật, tần suất xuất hiện trên truyền thông dày đặc, thì Phùng Thiệu Phong lại có phần im hơi lặng tiếng. Về chuyện tình cảm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong được gia đình sắp xếp đi xem mắt sau 2 tuần tuyên bố chia tay với Triệu Lệ Dĩnh. Người nhà Phùng Thiệu Phong có yêu cầu tiên quyết cho cô con dâu sắp tới của mình là không được hoạt động trong giới giải trí. Không chỉ vậy, có tin đồn cho hay, sau khi ly hôn với vợ cũ, nam tài tử họ Phùng đã tổ chức tiệc độc thân để ăn mừng. Theo Sohu, sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, một chương trình hẹn hò đã gửi lời mời nữ diễn viên họ Triệu tham gia nhưng cô nhất quyết từ chối. Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể vượt qua những ảnh hưởng đến từ cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong. Hiện tại, người đẹp họ Triệu tập trung tối đa cho công việc. Phong cách của mỹ nhân họ Triệu ngày một thay đổi, cô xinh đẹp và ngày càng mặn mà hơn. Sau khi dọn khỏi tổ ấm của Phùng Thiệu Phong ở Thượng Hải, nữ diễn viên họ Triệu đã về lại Bắc Kinh sinh sống. Căn biệt thự của Triệu Lệ Dĩnh tại Bắc Kinh nằm ở gần công viên Triều Dương. Ước tính căn biệt thự này có giá trị khoảng 80 triệu nhân dân tệ, khoảng 288 tỷ đồng. Dường như sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tự tin, pha cách và xinh đẹp hơn. Cô liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí có tiếng, tên tuổi của nữ diễn viên họ Triệu xuất hiện thường xuyên trên các truyền thông. Có vẻ như sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thực sự bước sang một trang mới sau khi ly hôn.